chương 1 nghe chọn bộ tại mê com Soạt, soạt những tiếng do giấy cọ sát vào nhau gây ra không ngừng vang lên. Một cô gái ba ngày không tắm rửa mặt tèm lem màu sắc. Vâng nữ chính đấy, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương không tương đương 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 tôi là Bạch Ấn Vi, hiện tôi đang trong kỳ nghỉ hè và sắp vào cấp 3 rồi tôi có đam mê vẽ chuyện và đang cố gắng nộp những đứa con tinh thần của mình tới cuộc thi vẽ chuyện có mỗi tháng. Nhưng, ông trời như đang đùa giỡn trái tim bé bỏng của tôi. Đã 5 năm rồi mà tôi chưa đậu pha CCC. Xê 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 tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương không tương đương 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 tao rất kỳ vọng vào mày cố lên bản thảo vi đứng trước biêu điện nói chuyện một mình miệng hun cái bản thảo tới tấp không để ý người khác đang nhìn mình với ánh mắt điên à sau vài phút tự kỷ với bản thảo của chính mình cô đẩy cửa bước vào đặt bản thảo lên quầy một cái dầm cho em gửi biêu kiện này tới xyz ạ cô nhân viên hoảng hốt gật đầu lia lịa mang biêu kiện đi cân của em hết tất cả là 35.000 cô nhân viên tay run run đưa hóa đơn cho vi cô lấy bóp móc tiền ra được, cầm hóa đơn và ra khỏi biêu điện. Sau đó, tay móc tiếp cái iPhone ra gọi điện cho hai nhỏ bạn, sao tại một căn nhà nào đó, hai vây sinh sinh cá vàng bơi trong chảo nướng ngoi lên thụp xuống cá vàng cháy đen thui. Thằng nào thế ngày nghỉ của bà mà mèo cho bà ngủ là sao? sáng sớm rảnh rỗi đi phá hả giọng nói ngái ngủ cất lên và một giọng ngọt ngào đáp lại con chị sâu lười kia bà gọi dù đi ăn không muốn thì bỏ đi nha con hà ăn ở đâu năm có mặt liền nghe tới giọng la sát của con và từ ăn con sâu lười đột ngột tỉnh giấc phóng siêu lẹ quán cũ lẹ đi má sao giới thiệu chút về hai chế ở trên một bạch ấn vi tuổi 15 cung song từ tính cách Chương 2, nghe chọn bộ tại mê audio com Hết hè rồi, sắp đi học rồi. Để tác giả coi ba nhóc nhà ta chuẩn bị gì chưa? Tác giả bước tới nhà Nguyệt nơi cả ba đang tập họp

bộp, bộp ba cái gối thẳng mặt ba đứa mà Tiến đã nhắc rồi ai ai bảo không nghe rồi giờ LA làng ai em cho người ta ngủ và vâng người ném chính là phụ thân, mẫu thân và ca ca đại nhân của Nguyệt giờ sao đây? Cả ba trụm đầu lại thì đi mua lẹ chứ sao Nguyệt nói ừm ừm vi với Linh vốt dâu một cách thông thái lẹ đi mẹ Nguyệt la yes me đâm phóng mất dạng sao siêu thị vivo nhà sách pha ha sa la lá la la là vi ôm chồng sách tung tăng bay lượn quên nhìn đường dầm một nhân vật xấu số đã bị vi đâm phải sách của cả hai bay lên trời và đáp xuống đầu vi bụp 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 gì vậy vi bụp nguyệt vừa chạy tới thì dính trưởng té đè lên con vi có chuyện gì vậy bụp linh cũng vừa chạy tới và xấu số như người đi trước ôi mẹ ơi chóng mặt quá hai đứa bay ngồi dậy dùm coi vi đã tỉnh lại quát hai con heo đang đè cô bốn con người xấu số vừa đứng dậy thì vi lại tiếp tục vấp phải cuốn sách té đè lên nhân vật hồi nãy bị đụng phải má ơi cảnh hot nguyệt lôi điện thoại ra chụp hình phụ coi con kia linh đang nhặt sách giúp vi quát nguyệt và cả hai bỏ lơ con cây dây vi lại tiếp tục lò mò ngồi dậy lúc này nhìn vào người đối diện mới nhận ra là cậu bạn hôm bữa a à là cậu a à chào ấn vi cậu con trai đó dù mới dính hai đòn của Vi khá ê ê nhưng vẫn mỉm cười đáp lại, hai chế quen nhau à, Nguyệt cầm trong sách và đeo cái cặp hỏi, fan hâm mộ của tôi đó há há, Vi cười xong quay qua hỏi. Hôm bữa đột ngột quá quên chưa hỏi cậu tên gì, Nguyệt. Nhìn cũng được mà có vấn đề hay sao đi hâm mộ con Vi ta, tôi là tiểu nhiên học chung với ba cậu từ hồi lớp ba nè, dầm, xét đánh xuống đầu cả ba, có một sự hư cấu không hề nhẹ, bằng mặt cười tiểu nhiên hồi đó mập mạp ú na ú nần, cười siêu đê tiện đâu mất rồi, nguyệt soi, mà hồi lớp 6 chuyển đi đâu mà giờ về vậy? Linh hỏi, tôi bị ba mẹ bắt qua Nga ở với cô năn nỉ hết mấy năm mới được về Việt Nam, với lại do bên đó lạnh quá nên mỡ của tôi nó teo lại hết thành giống giờ nè, đù vi rượu vỡi, đồng thanh giờ tới phải về rồi, tiểu vi này cố gắng lên trong kỳ thi tới nhé, tớ đợi chụt, tiểu nhiên cúi xuống hôn lên má vi rồi tạm biệt đi về. Nhiệt độ của con vi nhà ta đang tăng cao, chết máu mũi xịt, núi lửa phun trào rồi, chết mợ, nguy cấp rồi, khiêng con vi về, nguyệt la rồi khiêng hai chân vi. Linh khiêng hai tay lò mổ heo thẳng tiến lộn về nhà thẳng tiến tương đương 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 giới thiệu tương đương 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 bốn luân tiểu nhi tuổi 15 cung thiên bình tính cách chân thành trung thủy dâm ngầm giỏi nấu ăn và cực kỳ mê chuyện của ấn vi và ấn vi chương 3, nghe chọn bộ tại mê com sau ngày khai giảng tại nhà con nguyễn tấn vi với khải linh đầu tóc gọn gàng quần áo sạch sẽ đứng đợi con sâu lười cỡ 10, sau con sâu lười lết ra với bộ dạng, tóc bờm sư tử, quần áo bê bối, hai chân mỗi chân một chiếc giày khác nhau, máy tính làm băng chủ cái băng hả? Vi với Linh nhìn con Nguyệt như người ngoài hành tinh. Sợ bị bay cho ăn hành nên tao lo mặc đại chứ biết gì đâu, Nguyệt nói với vẻ mặt ngái ngủ, Linh tao với mày lôi nó vào nhà đè xuống chỉnh sửa lại, Vi nói ôm một tay Nguyệt, ok, Linh ôm tay còn lại. Cả ba đi vô căn nhà dầm, e e, bộp bộp, sau sau một hồi sửa sang, nhìn đỡ hơn rồi tới trường thôi. Cả hai tiếp tục còng tay con Nguyệt mà lôi mà kéo đi cái chân nó chỉ vừa đặt bước tới cổng trường thì một nhóm con gái có vẻ là đàn chị đứng chặn đầu lại. Ba đứa cho chị xin phí vào cổng, một nhỏ có vẻ là cầm đầu bước ra trước nói, thưa chị bọn em đen có tiền chị chọn nhầm người để chấn lột rồi, Nguyệt tươi cười nói, danh con mày mới tới trường mà láo hả nhỏ đó đã hơi tức phang lại một câu vâng bọn em láo mà vẫn chưa bằng chị tu luyện mười mấy năm đâu nguyệt tiếp tục đáp lại tao nghi tụi mình sắp làm nổi bật ngày khai giảng rồi vì đổ mồ hôi hột thì thầm với linh chắc luôn rồi chứ nghi gì nữa linh nhăn mặt quay lại chỗ con nguyệt chị lớp trên đã nổi sùng quát Tụi bây xử nó cho tao vừa rứt câu nói đám đứng đằng sau nãy giờ vây quanh con Nguyệt mà quên hai con kia nhào vô bà chấp hết Nguyệt móc gậy trong cặp ra xong vào dầm. Binh binh, bốp, chát, trời ơi Vi với Linh giờ cũng phải cầm cặp chạy vào phang đám kia giúp con Nguyệt đang quánh lộn ngon lành bỗng có một giọng nói trầm phát ra. Gom hết về văn phòng cho tôi một chàng trai cao giáo, đẹp trai nhìn nghiêm túc nói với những học sinh đứng đằng sau. Tức thì họ bao vây lại gom cả bọn lên văn phòng, sao tại văn phòng SSS của ai đây? Bà con ngơ ngác gặp phải hội học sinh rồi do mày đấy danh con nhỏ cầm đầu tiếp tục xỉa Nguyệt chứ ai gây sự trước? Nguyệt cũng xỉa lại, lên tới tận đây mà còn dám gây lộn, nam sinh hồi nãy lườm cả hai, cả hai người viết 100 bản kiểm điểm, dọn vệ sinh sân trường 3 tháng, còn ai hùa theo viết 70 bản cho tôi? Ơ ờ, tụi em bị chấn lột mà cũng phải viết sao? Vi nói phải đó không công bằng, Linh nói lại hai cô giúp bạn đánh lại thì sẽ được giảm xuống còn 20 bản về nhận lớp đi, còn cô này ở lại đây tới khi nào viết xong mới được về. Nguyệt à bảo trọng, Vi và Linh vỗ vai cô rồi té chạy, quân bỏ bạn tao hận hai đứa bay, Nguyệt khóc ròng, lo viết đi, nam sinh đó nói, biết rồi nói mãi, Nguyệt cắm đầu vào viết suốt lúc viết bản kiểm điểm nguyệt gây vô số rắc rối cho anh chàng đó nào là làm gãy ghế làm vỡ lọ hoa làm lộn xộn sổ sách khiến tội ngày càng tăng tới lúc đám kia về hết rồi chỉ còn một mình cô ngồi lại thích tôi hay sao mà khoái ngồi đây viết bản kiểm điểm thế nam sinh đó ngồi nhìn cô nói thích một ông già như anh chắc tui chết sớm nguyệt đáp lại cắn răng mà viết nguyệt đau tay bỏ mẹ ra nam sinh đó đen mặt đổi chủ đề cô tên nguyệt vâng tên nghe thùy mị dịu dàng mà khác quạt đỡ hơn anh nhìn đẹp trai mà ác lơ ra nguyệt nói khiến anh ta cứng miệng lần hai nam sinh đó ngồi hết nhìn nguyệt lại nhìn xuống bàn tay đang không ngừng viết của cô phát hiện ra nó đang sưng cô ngừng viết đi đưa tay đây nghe nói nguyệt đưa tay ra thì cậu ta cầm lấy sức thuốc lên về nghỉ đi mai viết tiếp thiệt hả cảm ơn nhiều nguyệt đeo cặp đang tính chạy về thì bị gọi lại nguyệt tôi tên là nhược lần sau còn gặp tôi dài dài nên cô biết mà gọi cho đúng đúng là tên như người nguyệt lè lưỡi trêu rồi bỏ chạy để cho anh nhược đứng đó mặt đen thui vì giận ra tới cổng cô thấy vi và linh đang đứng đợi mình thì la lên hai đứa mất dậy hồi nãy dám bỏ ta xin lỗi xin lỗi giờ đi ăn bánh ha linh lấy đồ ăn ra dụ tha cho đó đi thôi nguyệt cười chạy trước dẫn đầu đi không thèm nhìn đường cột điện né không kịp nên va vào cô, ngu chưa con? Viết nhiều bản kiểm điểm quá hóa điên rồi à? Vi nói lắc đầu nhìn cô đang nằm dài dưới đất chắc điên thiệt rồi Linh cũng lắc đầu nói hơ hơ sao bay xung quanh đầu Nguyệt. Vi và Linh còng tay cô như hồi sáng lôi tới tiệm bánh. Một ngày nữa lại trôi quát, gờ, chương sau sẽ có chuyện hay đấy nha. Chương 4, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com Hôm sau, ba đứa vẫn đi học bình thường. Vừa đặt chân tới cổng, Nguyệt phù hiệu của cô đâu? Vâng đó chính là anh Nhược chết bà tui chạy trước Nguyệt vắt giò lên cổ chạy đứng lại đó Nhược dí theo cô còn thiếu mấy bản của hôm qua đấy. Vì với Linh sao thời gian trôi qua tới tiết sinh hoạt Nguyệt hồn bay khỏi xác nằm dài lên bàn. Vi và Linh nhìn cô mà phát sợ. Cô giáo bước vào lớp và nói. Những ai đăng ký ở ký túc xá bước lên lấy giấy nhận phòng sau khi mọi người lấy giấy xong cô nói tiếp. Sau khi đánh trống ra về thì các em dọn hành lý tới phòng ghi trên giấy mà đã nhận, một phòng sẽ ở ba người. Do mỗi năm ít người đăng ký ở ký túc xá nên nam và nữ sẽ ở chung nhưng không chung phòng, rõ chưa? DẠ cả lớp đồng thanh sao ra về, ở ký túc xá ê tụi mình ở chung phòng 502 nè hình như ở đằng kia kìa vi tài lanh chạy tới mở cửa rồi đột nhiên đứng hình ba giây bị gì vậy cô nương. Nguyệt với Linh chạy tới nhìn theo hướng vi đang nhìn, xịt Nguyệt xịt máu mũi lan ra xỉu Linh há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt nhìn đủ chưa. Vâng đó là anh nhược rất ư là tỉnh, cả cơ thể chỉ quấn mỗi một cái khăn và bước lại phía Nguyệt Nguyệt tỉnh lại coi hay đợi tôi hô hấp nhân tạo mới chịu tỉnh ai thèm, bốp một phát thẳng mặt nhược xong cô chạy qua phòng kế bên mới phát hiện đây là phòng đúng, quỷ vi phòng tụi mình đây nè, ủa vậy hả? Chứ gì nữa Nguyệt chạy ra cùng với Linh lôi vi về phòng trước khi vô không quên lè lưỡi trợn mắt với nhược dầm, đóng cửa một cách mạnh bạo chuyện gì mà ồn ào vậy anh hai? Tiểu nhiên từ trong phòng bước ra hỏi, con Nguyệt bạn của con nhỏ mà em thần tượng nó đánh anh, nhược quay qua đưa cái bản mặt in dấu nắm đấm cho nhiên coi phụt ha ha hát ha 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 ai bảo anh chọc đúng bà trần chi nhiên cười to đi vô trong xì mặt nhược sụ xuống anh hai tính ngồi đó khoe hàng tới khi nào à quên nhược lật đặt chạy vô trong mặc đồ sao buổi tối ở phòng năm trăm linh hai linh ngồi mở nhạc hết cỡ nguyệt ngồi đọc truyện ngôn tình siêu cmn sắc vi thì vẫn như thế ngồi vùi đầu vào chuyện sao ngoài cửa phòng nhược và nhiên ngồi rình mò trước phòng như ăn trộm nhiên làm gì mà nhìn hoài vậy anh không thích thì về trước đi ngu gì để em ở đây ai bắt cóc rồi sao qua nhìn nguyệt thì nói đại đi còn lấy lý do sợ em bị bắt cóc ai thèm nhìn con ngực lép đó chứ ai anh em cãi lộn không để ý cánh cửa đã mở ra từ khi nào và nguyệt đã nghe hết câu chuyện hờ hờ nguyệt sôi máu rầm rầm bốp bốp gì nữa đây nguyệt vì nghe tiếng động kinh hoàng liền chạy ra mới xử hai tên trộm rình dập trước phòng thôi mờ nguyệt đứng dậy chỉ vào hai anh em đang nằm lê lết ý tiểu nhiên cậu cũng ở ký túc xá hà. Vì ngồi xuống nói chuyện với tiểu nhiên à tớ ở phòng kế bên với anh hai cái gì ông già này là anh hai cậu. Vi hỏi, đúng rồi, trời khác nhau một trời một vực, thôi cậu vào đi tớ có chuyện cần nhận xét nè, ừ ừ, tiểu nhiên mừng rỡ gật đầu lia lịa quên cơn đau mà lon ton chạy vào, còn ông già này nằm đây hoài hả. Về phòng dùng cái nguyệt đạp đạp nhược lần cuối rồi đóng cửa. Nhược đành lẻ loi đi về sau 15 phút sau bên phòng 501 phòng của hai anh em, anh hai nè biết ấn vi viết chuyện gì không? Tiểu nhiên đi về mặt cười gian gian nói, ai thèm biết chứ, nhược dỗi ngồi làm bài tập là một câu chuyện lấy từ thực tế. Một chàng trai hội trưởng SSS thích một cô gái mà suốt ngày chỉ biết xỉa sói người ta, rồi câu chuyện của họ sẽ đi về đâu. Còn quánh lộn hay âu yếm nhau đợi mấy chép sau là biết chứ gì, nhiên đứng diễn so đíp, nhiên này em nói một câu nữa là cuốn vở này nó sẽ vào mồm em đấy, máu nhục đã sôi tới đỉnh đầu, vâng vâng. Nói xong nhiên leo lên giường chuẩn bị đi ngủ, mà này khi nào thằng bạn em chuyển qua đây học, nhược học nhưng vẫn tiếp tục hỏi, chắc tuần sau á, ừm được rồi ngủ đi. Vâng vâng sao sáng hôm sau hôm nay đúng là một ngày lạ khi mà người đi học trễ chính là ấn vi nhà ta. Cô lật đật chạy đến lớp, tới khúc quẹo thì phải tiểu nhiên. Thế là cả hai có một màn ôm đất nóng bỏng, môi về với môi a a a. Vi ngồi dậy la vang vọng khắp một vùng quá hoảng cô cho tiểu nhiên ăn một cước khiến cậu bất tỉnh rồi bỏ chạy biệt tâm biệt tích sao tại lớp học nhờ tiếng la thần thánh của ấn vi khiến cho thầy giáo bị giật mình đau tim bằng cả lớp được nghỉ. Học sao tác giả làm MC. Hôm nay, tại một ngôi trường đã bị thú rừng tấn công, tiếng gầm rú của nó có sức công phá lớn khiến một thầy giáo nhập viện vì đau tim. Không những thế nó còn tấn công một nam sinh khiến cậu phải nhập viện phẫu thuật thẩm mỹ để sửa mũi. Hết chương. Chương 5, nghe chọn bộ tại mê audio com Kể từ hôm tiểu vi nhà ta bị mất nụ hôn đầu, cô tránh mặt tiểu nhiên rõ mồn một tôi thấy lạ lắm nha con vi nó tránh mặt nhiên hoài à. Hay là ông đã làm gì nó, Linh nói một cách thông thái tiểu nhiên thở dài kể đầu đuôi lại câu chuyện từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ phải sang trái, từ trái sang phải. Ồ thì ra là vậy Linh, Nguyệt và Nhược cùng gật đầu cho hỏi nhà ông có thích nó không, Nguyệt hỏi thẳng thích rất 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 là nhiều. Thích kể từ hồi học chung rồi, nó chụp hình con vi dán đầy cả căn phòng luôn á, Nhược nói khẽ vào tay Nguyệt, tình tư quá ha, Linh cười gian, đen có đâu hứ ổi Linh quay sang nhiên, tỏ tình đi chế. Được không? tôi sợ bị ghét lắm, đã vậy còn thêm vụ ngày hôm qua nữa chứ, nhiên mắt đẫm nước, ông dùng thân phận là người hâm mộ tỏ tình đi coi nó sao, Nguyệt đưa ra một sáng kiến, lâu lâu cũng thông minh ha. Nhược với Linh nói, xí, tôi thông minh đó giờ, Nguyệt vênh mặt nói, ý của con Nguyệt được đó ông thử đi, Linh nói tiếp, ừm tôi sẽ thử, nhiên nói với vẻ quyết tâm sao tối đó cũng tại căn phòng 502 vì thấy lá thư để trên bàn mình nghi ngờ nhìn sang hai con bạn nhưng cũng mở ra đọc gửi ấn vi thân mến. Vi này cho tôi xin lỗi vì sự việc ngày hôm qua, đó chỉ là một sự cố thôi và tôi rất buồn khi Vi đã tránh mặt tôi vì việc ấy. Nhưng không chỉ để xin lỗi sự việc ngày hôm qua tôi còn muốn nói với cậu là tôi rất rất thích cậu, thích cái cách cậu say xưa vẽ chuyện. Thích cái vẻ dễ thương của cậu khi hí hửng nói về những câu chuyện, và thích cả cái tính thân thiện và hòa đồng của cậu lúc mới chuyển đến tôi chỉ là một đứa nhóc vừa xấu vừa mập không có một người bạn nhưng cậu đã lại bắt chuyện với mình mình vui lắm và thích cậu từ đó để muốn trở thành một người xứng đáng với cậu mà tôi đã cố gắng để trở thành một tiểu nhiên như bây giờ vì thế mong cậu đừng giận tôi nữa nó sẽ khiến tôi rất buồn và cũng mong cậu sẽ trả lời cho lời tỏ tình đột ngột này đọc xong, ấn vi đỏ bừng cả khuôn mặt, cô lặng lẽ móc tờ giấy ra viết một bức thư nhỏ rồi quay sang Linh, Linh này đưa thư cho nhiên dùm đi ok để tui tg Nói thật là ba người xưng hô rất là loạn, Linh chạy sang phòng 500 Linh một gõ cửa. Nhiên ơi thư của vi này đâu đưa tới nhiên mở cửa thần tốc cầm lấy lá thư đọc hẹn cậu lúc ra về ngày mai ở sân thượng, nói ra những lời tỏ tình bằng chính tư cách của cậu không đi là mất vợ tương lai đấy nhóc con nhược khoác vai nhiên chọc ghẹo tất nhiên là đi nhưng mà vợ gì chứ nhiên đỏ mặt dần dần cố lên. Linh nói xong rồi đi về phòng sau hôm sau lúc ra về, tại sân thượng vi và nhiên đứng đối mặt với nhau vì ơ, ưm. T, tớ, cậu có nói được không? Nếu không tớ về vi xoay người tính bước đi khiến nhiên hoảng loạn mà la lên khoan đã khoan đã, bạch ấn vi tớ thích cậu, rất 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 thích vi mỉm cười quay lại chọc tí thôi tớ cũng thích cậu lắm nhiên khuôn mặt rạng rỡ ôm vi vào lòng sao tại một góc nào đó thành công rồi kìa nguyệt xém tí la lên thì bị linh với nhược bịt miệng muốn bị tụi nó quánh chết hả đi về linh lôi nguyệt về nhược đi theo sao hôm sau đôi bạn trẻ tay trong tay tung tăng tới trường tình ghê ta ơi nguyệt nói trồi oi sau này cũng tới bà với nhược à vi nói đúng đúng linh với nhiên hùa theo mờ ai mà thèm chớ thẹn quá hóa giận sinh ra nguyệt với nhược quánh nhau thôi thôi vô lớp không hồi chết người nhiên kéo vi đi linh chạy theo bỏ mặc hai người kia ê đợi nguyệt dừng đánh lộn dí theo lè vi quay mặt lại chọc quê con em kia chờ đấy tương đương 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 hết chương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương